các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Bình đựng nước cầm tay có thể chứa vi khuẩn gấp 40.000 lần bể bồn cầu. Theo một nghiên cứu, bình đựng nước tái sử dụng nếu không được vệ sinh sạch sẽ chứa lượng vi khuẩn gấp 40 lần so với bể bồn cầu. Theo cuộc thăm dò của Water Filler Guru, trên 1.000 người Mỹ, độ tuổi trung bình là 40, về sở thích và thói quen sử dụng bình đựng nước của họ, thì có hơn 60% người rửa sạch bình đựng nước một lần hoặc nhiều hơn mỗi ngày. Nhưng những người khác thì không siêng năng như vậy. 25% người tham gia khảo sát chỉ rửa bình đựng nước vài lần mỗi tuần, và có đến 10% chỉ rửa sạch chúng vài lần mỗi tháng. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm các chai nước có thể đổ đầy lại và không được rửa sạch giữa các lần đổ đầy. Và họ phát hiện ra rằng, trong mỗi chai nước không được vệ sinh tối thiểu một tuần một lần, thì lượng vi khuẩn cao nhất có thể gấp 40.000 lần so với bể ngồi bồn cầu. Một cuộc thăm dò của Talking Point Singapore vào năm 2024 trên 1 triệu người trên Instagram cho thấy 52% người rửa bình đựng nước hàng ngày, 19% rửa từ 2 đến 3 lần mỗi tuần, 18% rửa một lần mỗi tuần và 11% rửa một lần mỗi tháng. Chuyên gia dinh dưỡng Michela Mazzoni của Singapore đã khuyên chúng ta nên rửa bình đựng nước mỗi ngày, vì sau mỗi lần chạm môi vào bình đựng nước, chúng ta có khả năng truyền vi khuẩn sang bề mặt bên ngoài và bên trong bình. Theo thời gian, vi khuẩn này có thể sinh sôi, gây nấm mốc. Các chuyên gia về chất lượng nước phân tích rằng, khi chúng ta ăn, các hạt thức ăn đã giữ lại trong miệng, và khi uống nước, một số hạt thức ăn có thể bị rơi vào chai nước. Sau đó, vi khuẩn và nấm mốc sẽ có điều kiện phát triển, đặc biệt là khi bình nước không được rửa sạch kỹ lưỡng mỗi ngày. Addison Wong, phó giáo sư tại Viện Công nghệ Singapore, nhấn mạnh, người thường sử dụng bình đựng nước cần lưu ý đặc biệt với các loại vi khuẩn có thể gây đau bụng, tiêu chảy và buồn nôn. Trong một số trường hợp, các loại vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng đường hô hấp nếu chúng đến phổi qua khoang miệng. Mặc dù những mối nguy hại cho sức khỏe này phần lớn là vô hình, nhưng các chuyên gia cũng gợi ý bạn có thể để ý lớp phủ nhớt thường có mùi khó chịu để phát hiện nước trong bình có dấu hiệu nhiễm khuẩn. Lớp nhớt này được gọi là màng sinh học, giống như một nơi trú ẩn để vi khuẩn phát triển và sinh sôi tự do. Vậy chúng ta nên mua loại bình đựng nước với chất liệu như thế nào? Theo phó giáo sư Serin Lim của Đại học Công nghệ Nanyang, thì chất liệu của bình đựng nước cũng ảnh hưởng đến mức độ phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. Ông cũng đã thực nghiệm một số thí nghiệm cho thấy tốc độ hình thành và tốc độ phát triển của các loại vi khuẩn ở các loại bình đựng nước có chất liệu khác nhau. Thí nghiệm chỉ ra thủy tinh có tốc độ hình thành vi khuẩn chậm nhất, tiếp theo là polypropylene, thép không rỉ, và cuối cùng là polycarbonate, một loại nhựa trong suốt và bền. Ông cho biết, thép không rỉ có khả năng thấm ướt thấp hơn so với nhựa trong suốt, nên sẽ đẩy nước ra xa hơn, trong khi polycarbonate sẽ thu hút nước. Ông cho biết, bạn nên rửa bình đựng nước hàng ngày với chất tẩy rửa, rửa sạch cẩn thận từ bên trong ra ngoài, đặc biệt những khu vực tiếp xúc với môi như vành và nắp bình. Có thể sẽ rất khó để vệ sinh ống hút và chai có miệng hẹp, nên nhất định phải có một chiếc chổi có kích thước phù hợp, chẳng hạn như dụng cụ vệ sinh dành riêng cho ống hút. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố hay cấu trúc đặc biệt của bình dẫn đến khả năng phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. Vì thế, ưu tiên hàng đầu khi mua hàng nên là một bình đựng nước có cấu trúc dễ vệ sinh. Tuy nhiên, dù vệ sinh sạch sẽ thường xuyên hay dùng chất liệu gì, bình đựng nước cũng nên được thay thế sau mỗi 6 đến 12 tháng.